green, summer, fall and winter dreams. Chào mừng các bạn đến với kênh Hát kết nối ngôn ngữ du lịch và di trú. Bài học từ vựng tiếng Hàn chủ đề nghề nghiệp. Ươi xa, bác sĩ. Chắc ca, tác giả, nhà văn. Bê u, diễn viên. Huê sa quân, nhân viên công ty. Cam túc, huấn luyện viên, đạo diễn. Càn hô sa, y tá. Cu nin, quân nhân, bộ đội. Các bạn lưu ý cái từ này mình đọc nối luôn là cu nin chứ không phải là quân nhân. Cu nin, quân nhân, bộ đội. Chu pu, nội trợ. Yorisa, đầu bếp. Ca su, ca sĩ. Phong hô sa, luật sư. Ta có từ này xuất thân từ tiếng Hán Hàn. Phong là biển, hô là hồ, và sa là nói về cái người làm việc. Vậy thì phong hô sa nghĩa là người biển hồ, mình dịch là luật sư. Phong hô sa, luật sư. Un tông xuân su, ta có un tông là vận động, còn xuân su là tuyển thủ, cầu thủ. Vậy thì un tông xuân su nghĩa là cầu thủ thể thao. Hát sen, học sinh. The hát sen, sinh viên. Son sen nim, giáo viên. Kyo su nim, giáo sư. Ana un so, phát thanh viên. Un hen guan, nhân viên ngân hàng. Mình có un hen là ngân hàng và mình thêm chữ guan vào nghĩa là viên. Nhân viên ngân hàng, un hen guan. Bi so, thư ký. Un chon ki cha, lái xe. Các bạn hồi nãy mình học từ un tong nghĩa là vận động, bây giờ mình có từ un chon nghĩa là vận chuyển. Ta có từ un nghĩa là vận. No tong cha, người lao động. Công mu won, viên chức nhà nước. Từ này xuất thân từ tiếng Hán Hàn đúng không các bạn? Ta có công là công, mu là vụ. Công mu won tức là người làm bên công vụ, công chức. Mình dịch là viên chức nhà nước. Hoa ca, hoa là họa. Hoa ca là họa sĩ. Côn trúc ca, kiến trúc sư. Mô tê, người mẫu. Si in, nhà thơ. Ta có si là thi và in là nhân. Si in tức là thi nhân là nhà thơ. Từ này cũng là từ gốc Hán Hàn. Các bạn mà biết được nhiều từ Hán Hàn thì mình học tiếng Hàn rất là nhanh. Ta có từ này các bạn lưu ý là mình sẽ đọc là Bo nhọc sa, biên dịch viên. Mình sẽ đọc nối lên là cái chữ N, nó sẽ nối với từ nhọc, mình đọc thành từ nhọc. Bo nhọc sa, biên dịch viên. Ta có bon là biên, và nhọc sa là người biên dịch.
Bông dọc xa, bông nhọc xa, biên dịch viên. Tương tự mình sẽ đổi lại là thông dọc xa, thông dọc xa, thông dịch viên. Ta có thông là thông bài, dọc xa là người dịch thuật. Vậy thì thông dọc xa, thông dịch viên. Kỹ xuân cha, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật. Chi quân, nhân viên. Từ này mình đọc nối luôn, không có đọc là chi quân mà là chi quân, nhân viên. Sô ban su, lính cứu hỏa. Công trai quan, cảnh sát. Mi dông sa, thợ làm tóc. Từ này còn thêm một nghĩa nữa là thợ làm đẹp, bởi vì bản thân nó có từ mi, mi là mỹ. Mi dông sa, thợ làm tóc, thợ làm đẹp. Pu chăng, phó giám đốc. Sa chăng, giám đốc. Qua chăng, trưởng phòng. Công nghi, kế toán. Các bạn để ý đây là từ biến âm, chữ này mình đọc thành chữ N. Nông pu, nông dân. O pu, ngư dân. Sa chinh sa, thợ chụp hình. Các bạn có sa chinh là hình là ảnh, mình mà dùng điện thoại mình hay vào chỗ chụp hình là từ sa chinh này các bạn. Và sa là nói về cái người làm việc, người làm cái nghề đó. Sa chinh sa, thợ chụp hình. Mà xuân sa, ảo thuật gia. Từ này mà dịch đúng nghĩa là ma thuật bạn, nó có ma là ma, xuân là thuật. Và từ xa thì mình mới nói là cái người làm việc đó. Mà xuân sa, ảo thuật gia. Tiếp theo mình có từ này là ngu dông su, vũ công. Yon cu won, yon cu won, nhà nghiên cứu. Anne won, hướng dẫn viên. Y bai sa, thợ cắt tóc. À, lúc xưa mình ở bên Hàn mình để ý cái từ mà y bai sa là thợ cắt tóc, mà chữ là cắt tóc nam các bạn, và nó mang tính chất là bình dân, dành cho những người mà nhiều tuổi hoặc là những người họ tiết kiệm cái chi phí thì họ sẽ tới cái y bai sa này nhiều hơn so với cái mi dông sa. Hồi nãy mình học từ mi dông sa là thợ làm đẹp, thợ cắt tóc, thì đó là tiệm mà nó hiện đại và cái chi phí nó cao hơn. Còn cái từ mà y bai sa này thì giá thấp hơn và mang tính chất bình dân. Xin mua quần, tiếp viên hàng không. Bi hèn kỳ chồ trong xa, phi công. Bình cấp, bi hèn kỳ là máy bay và chồ trong xa là người lái máy bay. Vậy mình dịch là phi công. À, tuy nhiên với từ này các bạn chỉ cần nói là chồ trong xa, người ta vẫn hiểu là phi công. Mình nói cụ thể thì mình thêm chữ từ bi hèn kỳ chồ trong xa, nhưng mà mình nói một cách đơn giản thì mình chỉ cần nói là chồ trong xa, người ta vẫn hiểu. Mộc su, thợ mộc. Tô dê ca, nghệ nhân làm gốm. San tam quân, tư vấn viên.
Mình có Santam nghĩa là tư vấn và Quên là viên và nhân viên. Khi các bạn đi qua hàng, các bạn trước khi vào học quá thì thường thường các thầy giáo, cô giáo sẽ tư vấn cho các bạn về cách sinh hoạt, cách học tập, cách thích nghi. Cho nên là cái du học sinh là du học sinh thường sẽ được mới khi mới qua hàng thì hàng tuần hoặc là hàng tháng hoặc là mỗi kỳ học sẽ được gặp những cái son be, tức là những người đi trước, những cái tiền bối hoặc là những cái son senin, là giáo viên, họ sẽ san tam cho các bạn. Mình vừa giới thiệu cho các bạn 50 từ vựng nói về nghề nghiệp. Và đến đây thì video cũng đã tạm dừng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.